Từ khi V-League mở cửa với các ngoại binh, đã có rất nhiều cầu thủ khẳng định được tên tuổi của mình tại giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam. Trong đó, có không ít cái tên đã dành gần như trọn vẹn sự nghiệp của mình để chơi bóng tại Việt Nam và gặt hái không ít thành công như Huỳnh Kesley Anvet, Hoàng Vũ Samson hay Đỗ Melo. Tuy nhiên, để nói về mặt thành tích, có lẽ không một ai vượt qua được Moses Oloya, kỷ lục gia V-League tính đến thời điểm hiện tại. Moses Oloya sinh năm 1992 tại Uganda. Khi mới 19 tuổi, tiền vệ này đến Việt Nam để khoác áo câu lạc bộ Sài Gòn Xuân Thành và ngay lập tức giúp đội bóng của Bầu Thụy lên chơi tại V-League 2012. Ở mùa giải đầu tiên chơi tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, Moses đã gây dấu ấn mạnh mẽ cùng với đội bóng chủ quản khi đứng trong top 3 tại V-League và vô địch cúp quốc gia 2012. Tuy vậy, Sài Gòn Xuân Thành chỉ thi đấu đến giữa mùa giải 2013 rồi giải tán và tiền vệ người Uganda đã chọn cho mình BKM Bình Dương là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Với đẳng cấp vốn có, Moses Oloya nhanh chóng chứng tỏ được giá trị của bản thân khi ở đội bóng đất thủ. Mùa giải 2014, tiền vệ sinh năm 1992 chơi cực hay, giúp BKM Bình Dương lần thứ 3 trong lịch sử giành ngôi vô địch. Đến mùa giải 2015, Moses tiếp tục là trụ cột giúp đội bóng đất thủ bảo vệ thành công ngôi vương. Giai đoạn này chứng kiến tuyển thủ người Uganda thi đấu chói sáng ở vị trí tiền vệ công. Với dàn tiền đạo chất lượng gồm Anh Đức, Công Vinh, Abbas lại được thi đấu cùng một tấn tài sung sức, làm cực tốt nhiệm vụ thu hồi bóng ở giữa sân. Moses được thỏa sức sáng tạo và luôn là người châm ngòi cho các tình huống tấn công của đội bóng chủ sân Gò Đậu. Cuối mùa giải 2015, tiền vệ sinh năm 1992 cùng BKM Bình Dương giành cúp quốc gia để hoàn thành cú đúp danh hiệu trước sự tiếc nuối của Hà Nội TNT khi thêm một lần lỡ hẹn với chiếc cúp này. Sau 2 năm liên tiếp ở trên đỉnh cao của bóng đá Việt Nam, BKM Bình Dương bắt đầu rơi vào trạng thái non nên danh hiệu và dần bước vào thời kỳ chuyển giao. Hàng loạt cái tên đến và đi trong thời điểm này và Moses cũng không phải là ngoại lệ. Tiền vệ sinh năm 1992 chỉ chơi nửa mùa giải 2016 cho đội bóng chủ sân Gò Đậu trước khi chuyển sang thi đấu cho FC Kuban, câu lạc bộ đang thi đấu ở giải hạng 2 nước Nga từ bấy giờ với mức giá 400.000 đô la Mỹ. Tuy vậy, Moses cũng chỉ chơi nửa mùa giải tại xứ sở Bạch Dương lạnh giá trước khi quay trở về Việt Nam để khoác áo Hà Nội FC từ V-League 2017. Với dàn nội binh chất lượng có sở trường tấn công, tiền vệ người Uganda được ban huấn luyện đội bóng thủ đô cho thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trụ, vị trí yếu nhất trong đội hình toàn xa của Hà Nội FC. Chỉ mất một mùa giải 2017 tròn vai để Moses có thể tỏa sáng với vị trí hoàn toàn mới lạ này. Đỉnh cao của tiền vệ người Uganda ở V-League chính là mùa giải 2018, mùa giải mà Moses cùng với Duy Mạnh và Đình Trọng tạo thành lá chắn thép để bảo vệ mảnh lưới của Hà Nội FC. Khả năng tranh chấp và thu hồi bóng cực tốt của tiền vệ này giúp cho hàng phòng ngự của đội bóng thủ đô nhàn nhã hơn rất nhiều. Chính phong độ cực cao của Moses đã khiến cho Đức Huy, một tiền vệ trụ cũng rất tài năng khác của Hà Nội FC, phải tập lòng quen dần với các vị trí khác để có cơ hội được thi đấu ở trên sân. Với đóng góp vô cùng lớn của Moses, đội bóng chủ sân hàng đẫy có một mùa giải vô tiền khoáng hậu khi vô địch trước 5 vòng đấu, giành 64 điểm, số điểm nhiều nhất lịch sử và ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải. Bước sang mùa giải 2019, chấn thương khiến Moses Oloya không thường xuyên ra sân giai đoạn đầu mùa. Nhưng tiền vệ sinh năm 1992 cũng kịp trở lại ở giai đoạn quan trọng nhất để chia sẻ gánh nặng cùng với các đồng đội khi Hà Nội FC phải căng sức trên 3 mặt trận. Với riêng đội bóng thủ đô, 2019 là mùa giải thành công nhất trong lịch sử khi họ thống trị hoàn toàn ở giải đấu quốc nội với danh hiệu vô địch siêu cúp quốc gia, vô địch V-League và lần đầu tiên trong lịch sử đoạt cúp quốc gia. Cùng với đó, Hà Nội FC cũng làm rạng danh cho bóng đá Việt Nam với lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào chung kết lên khu vực AFC Cup tương đương với bán kết của giải đấu. Cộng thêm danh hiệu vô địch siêu cúp quốc gia mới nhất sau chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu mùa giải, Moses trở thành kỷ lục gia về bảng danh hiệu tại Việt Nam khi giành 4 chức vô địch V-League, 3 chức vô địch cúp quốc gia cùng 4 danh hiệu siêu cúp quốc gia. Ngoài tài năng thiên bẩm trên sân cỏ, tiền vệ người Uganda còn sở hữu tính tình hòa đồng, thân thiện và rất hài hước, đặc biệt là ở Hà Nội FC, khi anh luôn chứng tỏ mình là một cây hài thực thụ để kết nối với các đồng đội. Không chỉ đá bóng hay, mà Moses còn có tài nhảy múa và luôn là niềm cảm hứng của toàn bộ đội bóng trong các cuộc vui. Mới chỉ 28 tuổi, Moses sẽ còn rất nhiều thời gian để có thể làm dày thêm bộ sưu tập danh hiệu của mình. Chúc tiền vệ người Uganda sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp thành công của mình tại Việt Nam.